Trần Hô Bình, nguyên bí thư thành ủy Lết Dương tỉnh Quảng Đông, bị đưa ra xét xử vì các tội đưa, nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền hồi tháng 4 năm 2015. Do tính chất tinh vi của vụ án, mãi đến tháng 6 năm 2017, Tòa án Đô thị Phật Sơn của tỉnh này mới đưa ra được kết luận có đủ chứng cứ chứng minh bị cáo nhận hối lộ gần 140 triệu nhân dân tệ, xấp xỉ 500 tỷ đồng, và tuyên phạt ông này mức án tử hình, quản thi hành 2 năm. Trần Hô Bình khi đương chức. Trần Hô Bình còn bị tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu cục bộ tài sản, thu hồi cục bộ tang vật, nhận hối lộ sung quốc khố. Trần Hô Bình sinh năm 1954, là người quê Lết Dương, được kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1976. Ông ta quản hồn qua nhiều địa điểm cần thiết ở Lết Dương, từ phó bí thư, khu trưởng khu phố rồi được điều lên đô thị làm phó tổng thư ký ủy ban, phó thị trưởng, phó bí thư thành ủy, hiệu trưởng trường đảng, phó bí thư ủy ban chính pháp thành ủy. Tháng 3 năm 2005, Trần Hô Bình lên làm thị trưởng và tháng 3 năm 2008 đảm đương chức vụ bí thư thành ủy Lết Dương. Quan tham này còn là đại biểu quốc hội. Tháng 11 năm 2012, Trần Hô Bình bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Quảng Đông bắt giữ để điều tra. Vào tháng 7 năm 2013, ông ta bị khai trừ đảng và cách chức. Tháng 4 năm 2015, Trần Hoàng Bình bị Tòa án Phật Sơn đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lạm dụng chức quyền. Theo hồ sơ tòa án, trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2011, Trần Hô Bình đã lợi dụng các chức vụ quyền thị trưởng, bí thư thành ủy Lết Dương mà ông ta bắt giữ để mưu lợi cho người khác và nhận hối lộ tổng số tiền của trị giá 139,92 triệu nhân dân tệ. Năm 2011, để được tùy ý cơ cấu nhân sự trong chính quyền, viên quan họ Trần này đã đưa hối lộ 1 triệu la vong công. Trước đó, năm 2010, ông ta lạm dụng chức quyền mưu lợi trái phép cho người khác, gây thiệt hại cho nhà nước 3,5 triệu nhân dân tệ. Nhờ những chiêu trò đó, Trần Hô Bình thâu bắt quyền lực trong tay để nhận đút lót số tài sản cực lớn. Tòa kết luận, hành vi của Trần Hô Bình cấu thành tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lạm dụng chức quyền, đáng phải bị trừng phạt. Trong quá trình điều tra, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Quảng Đông phát hiện Bình có người tình tên là Hứa Thu Lâm, chủ thực tế của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tòa Thác Nhuận Hưng Lết Dương, và có một con riêng với cô này. Hứa Thu Lâm, sinh năm 1970, quen biết Trần Hô Bình vào năm 2007 khi đang sắm sửa quần áo. Khi đó, người đẹp họ Hứa đã ly hôn, có 4 người con và đang là tình nhân của Vạn Khánh Lương, lúc đó là ủy viên dự khuyết Trung ương, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông, bí thư thành ủy Quảng Châu. Khi được triệu tập đối chất, Hứa Thu Lâm, còn gọi là Hứa Tiểu Uyển, khai mình là người tình của Vạn Khánh Lương và cũng có một đại trượng phu với ông này. Người đẹp họ Hứa thừa nhận Trần Hô Bình và Vạn Khánh Lương không hề biết cô ta cùng lúc quan hệ với cả hai người và đều tưởng hai đứa nhỏ nhắn là con mình. Khi ra trước giành móng ngựa, Trần Hô Bình nhiều lần nhận hết tội trạng và xin tòa tha cho Hứa Thu Lâm để cô này được chủ quyền nuôi con. Vào tháng 4 năm 2016, Tòa án Quảng Đông tuyên phạt Hứa Thu Lâm 6 năm tù giam vì tội đưa hối lộ cho Cục trưởng Giao thông Đường bộ Lết Dương Trịnh Tùng Tiêu và Tổng tòa tháp sư của cục này là La Vinh Huy.